Hello, em chào cả nhà yêu Lan. Hôm nay là ngày chủ nhật yêu thương. Chúc cả gia đình mình có một ngày chủ nhật thật là vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Hôm nay đúng là một cái thời điểm vào đông luôn đó mọi người. Thời tiết ở Đà Nẵng bây giờ lạnh xuống còn 21, 22 độ. Rất là tuyệt vời. Hôm nay em làm một cái chủ đề rất là hay, dưỡng nụ và giúp cây phân cành kết hợp 2 trong 1 giữa cây hồ điệp và cây phi điệp, dùng chung một loại phân nhưng mà đem lại một tác dụng duy nhất là giúp cho chống rụng nụ, giúp cho cây cây khỏe, bộ rễ khỏe và hoa có những cái sắc đẹp hơn và giúp cho cây nó duy trì được cái lực cây và để dưỡng hoa cho Tết. Nói chung cái đề tài đây cũng rất là hay và trước mắt mời mọi người cùng em ngắm sơ qua cái vườn. Đây, em cố gắng làm một cái phòng vượt đông mini đây. Đây mọi người quan sát những bóng đèn bên trên đây để sưởi ấm cho cái vườn lan khi mà mùa đông này sợ nó bị lạnh quá nó bị cháy nụ á. Cháy nụ, thui nụ á. Tại vì cái thời tiết đây là mọi người tưới là mọi người cũng lưu ý, cành canh tầm khoảng 10 tới 12 giờ trưa là mọi người tưới là ok. Chứ còn tưới sớm quá là nhiệt độ nó xuống thấp quá là bắt đầu là cũng ảnh hưởng tới sức khỏe của cây. Cho nên mọi người lưu ý. Và không để mọi người chờ lâu nữa, em cũng cập nhật một vài cái cây ở trong vườn đây mọi người. Đây. Đây mọi người quan sát, bây giờ nụ nó cũng đã ngọc hoa nó cũng đạt được trên 30 rồi. Đây còn hôm nay là ngày 11. Âm lịch thì tầm khoảng còn khoảng 47 48 ngày nữa là tới Tết thì chắc chắn như đây là kịp Tết rồi. Ok rồi, những cây đây thì quá đạt luôn rồi. Bây giờ đang phân nụ đây, chơi từ tới tay luôn. Tại vì hồ điệp là mọi người biết rồi, chúng ta chơi tầm một tháng là chuyện bình thường, hoa nó không không xi nhê gì đâu. Đây, đây là cái cây em đem xuống để làm mẫu cho mọi người xem đây. Đây mọi người quan sát, hai ngọn hoa. Bộ rễ rất là khỏe để bò chi chít chằng chịt và đây là một điều trước mắt mọi người đây là những cây phi điệp đây đây cho mọi người quan sát nét đó mọi người thấy chưa, nói là một một chuyện nhưng mà làm là một chuyện, cho nên bây giờ là em đã thực hành đạt được cái tiêu chí là hoa chơi Tết rồi. Như đây là còn khoảng 40 mấy ngày nữa là kịp Tết là vô tư luôn, không phải lo lắng suy nghĩ gì nữa đó, nụ đó mọi người. Đây cái đây mắt đang sưng lên nè, đây nụ nè. Mọi người lưu ý là chúng ta không cần nhiều nụ đâu, chỉ cần là khoảng 5-6 mắt nụ thôi đó. Từ 5-6 mắt đó bắt đầu là nó ra khoảng 4-5 cái hoa, là khoảng 3 hoa cũng được, 3 hoa là cho nó mạnh cho nó khỏe, cho nó nhiều quá phải ngắt bớt đó mọi người, để cho cái nụ nó ổn định hơn. Cho những cái bông bông những cái nụ nào mà xấu nhìn cái dẹp chặt thì phải răng mình kích kích mình kích kích thuốc á, kích thuốc, cho nên là cái lượng thuốc đưa vô trong cây á, lượng thuốc mình đưa vô trong cây nó rất là cái tỷ lệ nó rất là cao đó, xác suất là nó vỡ cái khung hoa là chuyện bình thường, cho nên là mình chọn, sau đó là mình sẽ chọn, anh sẽ làm một clip khi mà hoa nó đạt được cái nụ mà chuẩn bị nở là em chọn những cái nụ xấu là em sẽ ngắt bỏ cho mọi người thấy, phải ngắt bỏ bớt cái thuốc nó vô là có nhiều cây là nó ở đinh thân là nó ra rằng là 8-9 cái nụ sợ cây nó không đủ lực để dưỡng. Đây mọi người nhìn bộ gốc không? Cái mục đích đó, kích hoa rất là hay mọi người, không phải lúc nào mình cũng vặt hết lá đâu, nhưng mà mình chừa lại ở cái lá chân đây này để làm gì, để khi mình phun phân là cái lá nó lay nó hấp thụ phân qua bộ rễ qua lá rất là tuyệt vời đó.
Và mọi người lưu ý là khi tưới nước là mọi người không được tưới liên thân, sau khi kích là không bao giờ tưới liên thân luôn, để cho cái thân nó đạt được hoa và nó không bị vô nước, là nhiều lúc nó cũng có tình huống xấu là nó sẽ bị cháy hoặc là thúi thân á, bị thúi thân là coi như thua. Đây em kích bây giờ là nụ niết đồ đầy đủ rồi. Đó có biết kích cầu nguyên si mọi người này, nụ rồi đó, nhờ cái phòng vượt đông mini đó thì đến bây giờ là mọi người thấy những mắt nụ này. Đây như thằng đây mà nụ nhiều kiểu đây á, là chắc chắn là sau này phải phải ngắt bỏ bớt chứ không thể để được đó. Và tiếp tục qua bên đây là những cây, toàn là những cây đều là có nụ hết rồi, nó sừng mắt là hết trơn rồi. Như đây là mấy thằng đây là cũng ok rồi, còn thằng đây là bây giờ nó hình thành luôn rồi đó, nó hình thành luôn nụ luôn cho mọi người, tuyệt vời không mọi người, đã không đó, mọi người ngắm một chút xíu. Và sau đó mình sẽ đi vô chương trình chính là cách dưỡng cái đây cũng rất là hay. Dưỡng thì trong quá trình dưỡng nụ đây á, là mình phải cẩn thận, tại vì mình làm tết thì năm có một lần thôi, nhưng mà khi mình xác định đã làm mình phải làm cho nó đạt, làm cho tới cùng, không để mà lỡ dở lương ương là sau này bắt đầu là nó mình không tỉ mỉ á, mình không tỉ mỉ là nó không đạt được cái mong muốn của mình. Đây cho mọi người ngắm lại, ok. Sau một lúc cho mọi người ngắm thì bây giờ trước mắt mọi người đây em đã chuẩn bị, đây chuẩn bị hai cái loại phân, một là 20-20 đều. Đây mọi người quan sát cái cây, cái loại 20-20 đều đây á, là nếu mà mình mua nhiều á đó, nếu mà mình mua nhiều á là nó có cả ký lận, cho nên là em phải mua kiểu sang chiếc. Đây cái đây là phân 20 đều của Mỹ, còn đây là cái phần 6-30-30. Đây em dùng là từ tháng 9 đến bây giờ, nó còn nhiêu đây đây đó. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ với mọi người về cách là dưỡng nụ và làm cho cái nụ hoa nó nở, hoa có nhiều sắc, hoa đẹp là mình sử dụng ở đây. Còn loại 20-20 đều đây á, là mình sử dụng là để làm cho phân cành hoa, đặc biệt là với cây hồ điệp. Còn cái loại đây á, với cây phi điệp á, là mình sử dụng để cho dưỡng cái nụ hoa và làm cho cái sắc tố hoa, nó cũng tương đương với lại 6-30-30, nhưng mà cũng rất là tốt. Dùng hai loại đây thôi, tại vì khi mà mình xác định mình kích hoa bắt đắc dĩ là mình mới dùng tới cái loại đây, chứ trong vườn mà dùng cái loại phân hóa học đây nhiều quá, tại vì không gian ở trong nhà nó rất là kín, và cái không khí thoáng, gió thoáng lùa vô trong nhà cũng có, nhưng mà cái tỷ lệ dùng cái phân đây nhiều cũng không tốt cho sức khỏe mình. Cho nên là bất đắc dĩ bây giờ mình chơi tết là mình phải dùng cái loại phân đây, chứ nếu mình sử dụng GA thì nó cũng không đạt được cái mong muốn mình đâu. GA thì không đạt được, vì phân đây rất là tốt, cho nên là cũng không phải ngại gì, mình sẽ lâu mới sử dụng lần cũng không đáng kể. Cho nên ok, em sẽ thực hành và pha để sử dụng mà tưới cho các cái cây ở đây cho mọi người cùng nhau tham khảo với em. Thì bây giờ em sẽ pha phân, cái tỷ lệ cũng đơn giản lắm. Đây là một cái bình em chuẩn bị sẵn 2 lít nước này, thì em sử dụng 2 gram, thì một muỗng đây là tương đương 1 gram này, em sử dụng 4 muỗng đó, 4 muỗng mình cho ăn vừa phải thôi, đừng có cho ăn liều cao quá cũng nguy hiểm, cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của cây. Cho nên mọi người lưu ý, đây em vẫy hơi rớt ra ngoài nè, mọi người chờ em chút xíu nha. Trong quá trình làm thì cũng có những lúc mà mình phun đồ cho cây, đây là những lúc mà mình làm một tay không có chân máy, cho nên là buộc phải làm từ từ. Rồi xong mình pha với lại khoảng 1 cb1, đây 1 cb1 em sẽ pha vô cho mọi người xem đó, đó tầm khoảng 1 cm áng áng nè.
pha quen tay là cho nên là cái việc đây cũng rất là bình thường, không cần phải. B1 thì em cũng mua B1 của Thái Lan đây. Nếu mà mình mua nguyên nguyên chai á, thì nó rất là mắc. Còn em mua sang sang chiếc thì như đây thôi, cho nên là không có hình ảnh nhãn mác gì nhiều hết. Thì nhiều lúc cái hình ảnh nhãn mác cũng rất là nhạy cảm, đồng thời với việc mình quảng cáo, cho nên là cho nên sử dụng cái đây là cũng rất là kiểu, đây cũng rất là tuyệt vời, cho nên mọi người thông cảm, không ảnh hưởng gì tới ai hết. Đó, sau khi mình bỏ phân vô trong bình á, là mọi người lưu ý lắc đều cho phân nó thẩm thấu vô với nước, là bắt đầu là mình phun. Với cái thằng hồ điệp đây á, là sẽ sắp em sẽ nói thêm cái hồ điệp đây á, là mọi người biết rồi đó, cái kỹ thuật là phun phân cho nó là mọi người phải lưu ý, chúng ta nên phun gốc thôi, phun bộ gốc, phun bộ gốc, mục đích phun cái phân 20 đều đây á, vô trong bộ gốc á, là mọi người biết rồi nó sẽ phân nhánh đó, giúp giúp cây nó phân nhánh kinh khủng lắm. Mọi người thông cảm, cái màn hình hơi rung. Đây, khi mà mình phun vô là mọi người lưu ý, mình chỉ phun vô gốc thôi. Phun vô gốc. Đó, phun vô gốc. Mình tránh phun lên những cái ngọn hoa, phun gốc, phun rễ thôi. Đó, ví dụ như lá này, mọi người phun sạc vô lá này. Đó, phun qua đây thôi. Để cho nó ăn qua lá thôi, không cần thiết phải là mình phải phun đó, mình phun qua đây là phân nó ăn đều vô là ok. Thì sau một thời gian á, cái định kỳ á, cứ 7 ngày mình sẽ phun cho cây một lần, thì khi nó hấp thụ phân qua đây á, là nó sẽ phân nhánh cái ngầm hoa hồ điệp đây. Rồi xong. Đó, mọi người quan sát, em sẽ phun lá này, phun sạc qua lá này, phun vô trong bộ gốc thôi, cho bộ rễ nó ăn thẩm thấu qua đó thôi. Còn đối với cây phi điệp đây á, là khi đang nụ như đây đó, mọi người quan sát là mọi người lưu ý không được phun lên thân, và tất cả từ đầu tới cuối đó, khi mình chăm cây đây á, mình chăm khi mà nó đang nụ á, thì nước chúng ta sẽ tưới tưới vào trong gốc thôi đó, kể cả phân chúng ta cũng cứ tưới vào gốc. Và đặc biệt một 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 điều nữa, đây là cái mẹo nhỏ để rút kinh nghiệm cho những năm sau, là khi mà thân cây nó đạt được cái độ dài như đây á, đó mọi người quan sát, chắc chắn video clip này nó sẽ dài, nó sẽ kết thúc lúc 16-17 phút, cho nên ngay một tranh thủ là nói thật là ngắn gọn và dễ hiểu cho mọi người. Đây là cái mẹo rất rất nhỏ nhưng là rất là quan trọng đối với cây đó. Mọi người vặt lá là mọi người để lại một phần, còn hai phần thân đây là mọi người để trơ trọi này, để cho mình kích hoa đó. Những cái đây là em đã nói từ đầu những đoạn clip trước rồi. Còn bây giờ là mọi người lưu ý, đây là những cái mẹo nhỏ này, chúng ta để lại những cái lá như đây á, khi mà phun phân á, là những cái lá này không bao giờ ảnh hưởng đó, mọi người lưu ý không bao giờ ảnh hưởng tới tới thân cây này, nhưng mà nó hấp thụ lá, qua gốc, qua bộ rễ, là chúng ta cũng đầy đủ các yếu tố đó, rất là đầy đủ các yếu tố để khi mà mình dưỡng cây đó. Và bên đây cũng vậy này. Đó, những cây kích là hầu như là tất cả em đều để lại đây. Mọi người ngắm nụ này. Nụ nó trẻ bên trên đầu này, thúc kích vô là chắc chắn nó sẽ gặp nhiều tình huống vui lắm, nhìn tức cười lắm. Cây đây nó bị, cây kia nó bị những cái lỗ nhỏ đó, chúng ta phun vô trong gốc, phun ướt đẫm vô gốc, vô rễ để cho nó hấp thụ. Cây đây cũng tương tự đó, mọi người thấy những cây em làm là hầu như em để lại bên dưới hết. Đây là cái mẹo nhưng mà rất là quan trọng đó, chúng ta cứ phun thoải mái, khi có lá cây là chúng ta cứ có phần lá là chúng ta cứ phun để cho nó hấp thụ. Đó, cứ phun đều vô gốc. Và mọi người lưu ý sau khi sử dụng phân đây á, là cho cây nó hấp thụ, tại vì phân nó ăn nhanh lắm, tầm khoảng 5-10 phút là nó ăn hết rồi, nó ăn được rồi. Cho nên là sau khi mà tưới lại lần tiếp theo là mọi người nên xấu xả, tưới xả bên gốc, tưới thật đẫm đó, như cây đây cũng vậy. Thôi, mọi người thấy chưa, mình có sự chuẩn bị là nó ok lắm. Đây là kinh nghiệm lần đầu tiên em làm kích hoa Tết luôn,
Cho nên là em quan sát thấy là phải làm mà một cái chương trình như đây là để cho năm sau mình có được cái kinh nghiệm nhiều hơn đó, mình có được kinh nghiệm nhiều hơn là mình duy trì được và chia sẻ đến tất cả mọi người, đặc biệt là những anh chị mới mới chơi là cũng muốn tìm hiểu về cách kích. Kích đây là em chia sẻ rất là tận tình. Còn về cái cây đây á, khi mình kích hoa được đây rồi đó, đó những cái mắt hoa nó đang sưng lên, mọi người thấy này, đây những mắt hoa nó đang sưng lên đây, đó là cái cây em đang kích một cái thân già năm ngói đây, đó thân già năm ngói đó. Cho nên là cái việc là dùng nước với cái cây đây cũng rất là quan trọng, khi tưới là lưu ý tưới thật đậm qua đồng gốc đó, tưới qua đồng gốc. Nó có hai cái trường phái, một trường phái là thân tơ, một trường phái thân già. Cho nên là mình tưới vô đây á, là phía dưới này mình không kích á, mình vẫn tưới lên được lá đó, vẫn tưới được lá bình thường, không có sợ nó bị vô trong máy, vô trong 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 thân cây. Cho nên là rất là đơn giản, còn cây đây cũng vậy thôi. Thì mình kích được hoa như đây á, đó, kích được hoa như đây á, là bây giờ những cái thân như đây á là buộc mình phải tưới gốc, tưới lá một chút xíu ở dưới đây thôi để cho nó ăn phân, nó dẫn phân được tốt hơn. Video clip cũng đã dài rồi, em cũng cho mọi người trải nghiệm về cách dùng phân, tưới phân và chia sẻ một chút xíu kinh nghiệm em làm năm đầu tiên, nhưng mà bây giờ nó đạt được cái thành quả như đây cũng rất là ok rồi. Em xin phép kết thúc video, và mọi người xem video thứ hai thì cho em một nút like, nút đăng ký đó để em có động lực em làm những clip tiếp theo. Mọi người xem mọi người like hay là mọi người bấm nút đăng ký thì cũng chẳng tốn phí tốn công gì đâu. Cho nên là mọi người cứ like và chia sẻ thoải mái. Nếu mà mọi người thấy hay thì mọi người giúp cho em xin cảm ơn và chúc mọi người có một ngày nghỉ thật là vui vẻ và hạnh phúc. Ok, bye mọi người.